bên đường là cái khu đất của tập đoàn mà đâu các bạn. Ở bên tay trái của các bạn á là bắt đầu mình lên khu xin góp nè. Còn bên tay phải hiện tại công trường đang trồng cỏ, cũng là một phần xin góp luôn, tiện đất của Nô Quân Thiết.